Hát chiếc mắt cái rồi. Qua lại ăn hết cái này. À, đợt nãy nha cả nhà. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình cũng tiếp tục đi soi ếch nữa nha cô chú anh chị. Giấc này mình cũng mới có chạy lại được tới cái cánh đồng này nè. Mình đi hồi giấc khoảng cỡ 3 giờ rưỡi mà giờ này là 6 giờ rồi đó cả nhà. Chạy cũng mấy tiếng đồng hồ mà mới kiếm được có cánh đồng nè. Cánh đồng này cũng có người ta cũng đang lên nước cả nhà, mà bữa nay cũng có mưa nha, mưa không có nổi nước này, người ta lên nước trên ruộng thêm là đang người ta xới nó cái máy đang chạy ở trong đó đó cả nhà đó. Và vòng vòng ở đây là nguyên cái khu mà còn gạ đâu không mà nghe cả nhà, mấy cái này là người ta bươi lên tát nước lên cái người ta xới hết rồi nè, xới được có một miếng hai miếng nè, còn nhiều bên kia gốc gạ nữa. Rồi ngày mới mình cũng mến chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc của mình nha. Rồi tối nay mình soi ở đây luôn rồi chứ không có đi đâu được nữa, kiếm từ hồi chiều tới bây giờ luôn không có đồng nào để soi, toàn là không có nước không à, khô khô không à. Rồi mình đi cũng ba bốn anh em lận, mà mấy anh em kia cũng chia ra gãy gác đằng sau á cả nhà, chỗ cũng có tát miếng hai miếng nước vậy đó, rồi anh em ghé. Bây giờ mình cũng chạy đi vòng vòng kiếm cũng tìm được cái miếng này. Rồi tối nay mình soi á, trong quá trình soi có bắt được ếch rồi mình quay lại cho cả nhà mình xem nha. Thấy ăn trước con còn ếch nha cả nhà. Đây cả nhà. Vụ ếch đực này cũng đỡ nha cả nhà. Cũng bự nha. Khu này ếch đực cũng khá. Rồi để chừng nào gặp ếch nữa mình bắt mình quay cho cả nhà mình xem tiếp đó nha. Thấy em chưa con ếch nha cả nhà. Này nè cả nhà. Quá lẻ bù học bù. Đực. Đực cũng trọng nha cả nhà. Quá lẻ bù hồng mà. Mình tắt cái đèn này cái mới được. Rồi. Bù hồng. Mở cái đèn lên bù hồng quá trời bù hồng. Để lát nữa chừng nào gặp hết nữa mình bắt mình quay cho cả nhà mình xem nha. Thấy ơn trước con ếch nha cả nhà.
hết đực nữa nha cả nhà. Hết đực đây còn bành bành nha. Đây mình bắt cái đàn của hồng quá. Nha cả nhà. Đang lát nữa chừng nào mình sẽ gặp có hết mình bắt mình quay cho cái nhà mình xem tiếp nữa nha. Có hết này gặp đi xịt không á cả nhà. Đó, đầy nó đó. Rồi, chân đó là đi xịt đó. Vậy xong thấy không, chú con còn hết nữa cái nha. Đây này cả nhà. À, ở đực nữa nha cả nhà. Đây một lát nữa chừng nào gặp bếp nữa mình bắt quay cho cả nhà xem tiếp nha. Thấy anh chưa con còn ếch nha cả nhà. Cái cả nhà. Đấy, khá bự ạ. À. Đây quá đã. Mình tắt cái đèn lên coi. Đây cả nhà. Quá im luôn. Thấy hôm trước con còn hết nha cả nhà. Nãy giờ lại hoài luôn. Xịt viết mà ếch nó không dám lên. Xôi này gặp xịt cái này thấy thua. Rồi, để chừng nào có gặp ếch mình bắt mình quay cho cái nhà mình xem tiếp nha. Thấy chứ con còn hết nha cả nhà.
nó nghe cái lò của mình nó lại. Wow, ít cái cả nhà. Hết chứ không ít cái rồi. Qua lại ăn hết cái nhà. Lý thiệt đây người ta có đèn u hồng bu quá. Đúng rồi. Cái quá đã. Nghe nó lo mình nó lại luôn. Thì đáng gác nữa chừng nào mình dập hết mình bắt quay cho cái nhà mình xem trước luôn. Hay chưa con còn hết nữa chứ nè. Nãy giá leo qua bên cái bờ rồi mà không biết tìm đi tìm gặp nó hay không gì nữa. Đây là con cách đực nữa, đực đi thì trong trọng không mà cái này. Con nào nấy đã đã. Đang tắt cái đèn led. Đó. Rồi, đây chừng nhà mình gặp ếch, mình bắt mình quay cho cái nhà mình xem tiếp đó nha. Thấy hình chứ có con ếch nữa nha cái nhà. Cái đặc như thế này. Cái đực này hồi nãy chẳng chẳng không ở đây á cái này. Thiệt đã. Chừng nào mình gặp ếch nè, mình bắt quay cho cái nhà mình xem tiếp nha. Thấy hồi trước con còn ếch nè cái nhà. Dắt này nước nó rút cạn cho sớm mấy cái miếng bươi nè. Còn nước dở rút cạn hết. Đây là cái này. Cái đực ngọn ấy đã đá rồi. Thank you.
quá yên cả nhà. Này cũng cũng có đầy ấp đực bự à. Ở đây có con nha, thấy là lặn tóc đó. Lặn tóc. Rồi chừng nào gặp ếch nữa mình bắt mình quay ra cái nhà mình xem tiếp nha. Rồi giấc này mình cũng về luôn rồi cả nhà. À, mình xôi được nhiêu đây nè, mình quay cho cả nhà mình xem thành quả. Bên này cũng được, bên này gặp toàn này xịt nhiều quá rồi. Rồi mình cũng xin tạm dừng clip đi luôn nha cả nhà. Mẹ con cầm 2 kg á. Rồi mình cũng xin tạm dừng clip đi luôn nha cả nhà. Cả nhà xem clip mình thấy yêu thích mình cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình nữa nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha.